Hôm 30 là mấy mẹ con nó xuống ăn dỗ cụ, tức là bố tôi đấy, thì các cháu nó bảo là chúng con đi tham quan nhà trường tổ chức, chứ không phải là các cháu nó tự đi tổ chức đi chơi. Tức là cái nhà trường cấp 3 ở chỗ Đông Anh đấy, người ta tổ chức cái khối 11 đấy rồi đi tham quan cái kỳ. Thế còn cái tổ chức như nào tôi không biết, cũng không được để ý đoạn đấy. Thế đùng cái tối, gần tối hôm qua thì nó mới có điện về, thì cũng gần tối rồi, cũng vội quá chả biết là như thế nào cả. Tức là đang ngủ trưa, một giờ thì là cô giáo về, hiệu trưởng về đón. Mẹ nó mới chú phải đến thế cả. Mới này cô con gái tôi nó đi trước. Tôi thì lớn, cháu lớn đánh ô tô nhà đi. Ừ, hay, biết rồi. Bà ông cháu. Nên đến nơi thì bình thường về, không có gì. Các cô mới bắt đầu báo là tình hình cháu nó không qua được. Chứ còn đi dọc đường không dám nói gì, tưởng là bị thương nhì nhặng. Họ là bình thường thôi. Vâng, không ngờ. Đình có yêu cầu là thôi gọi sơ qua để nào cho nó biết rõ cái nguyên nhân chết thôi, chứ còn đừng nên bổ trẻ cho tôi. Mùng 4 tháng 5 thì bố nó mất, mai mốt còn đi tôi mới nó đi tập thể dục quay lại. Thì chạy rồi rất trong một thì hết tháng 1 là con đã chết luôn ở đây. Rồi tầm 1 giờ sau này cũng quay về. Thì không biết nói gì hơn, tôi cũng là có ý kiến là cái việc này xảy ra không ai muốn. Như việc đã rồi thì trước hết là quan tâm đến các vị, cảm ơn đến các vị tất cả các vị.